Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bắc Kinh đào tạo cán bộ nguồn hay huấn luyện gián điệp để phá hoại Việt Nam. Dư luận mạng xã hội Việt Nam đang tranh cãi rất sôi nổi về việc vì sao các đảng viên lãnh đạo cấp cao của Việt Nam hàng năm đều phải qua Trung Quốc dự lớp huấn luyện đào tạo cán bộ nguồn của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều này cũng không thay đổi sau khi Hà Nội nâng cấp ngoại giao với Washington lên mức cao nhất. Một tấm hình được truyền thông nhà nước loan tải hôm 26 tháng 9 cho thấy Ủy viên Bộ Chính trị Đinh Tiến Dũng, Bí thư Hà Nội phát biểu bế mạc lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ông, Ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam Đinh Tiến Dũng, đang là Bí thư Hà Nội, đã tham gia dự lễ bế giảng lớp bồi dưỡng tại thành phố Quảng Châu, Trung Quốc. Lâu nay vẫn có những lo ngại về việc dưới thời ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam đã tăng cường đưa sang Trung Quốc đào tạo các cán bộ cấp cao hay cán bộ nguồn, nằm trong chương trình quy hoạch lãnh đạo chủ chốt cho bộ máy của Đảng, nhà nước trong tương lai. Song một điều đáng lo lắng với bản chất thâm như tàu, Trung Quốc là bậc thầy trong việc dụ dỗ, mua chuộc, gài bẫy những người mà họ nắm đến, kể cả việc lung lạc, đe dọa, khiến những người này bị thu phục và chấp nhận làm việc cho họ. Theo Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA chia sẻ, những người từng bị giam chung với người làm gián điệp cho Trung Quốc, tù nhân lương tâm Phạm Văn Trội cho biết, vào năm 1993 đã có các đoàn cán bộ Việt Nam sang Trung Quốc học tập mô hình chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc. Mỗi đoàn khoảng từ 20 đến 30 người, từ các ngành như quân đội, công an, hành chính, y tế, giáo dục, đặc biệt là hải quan, v.v. Tại các khóa học này, người của Cục Tình báo Hoa Nam dưới những vỏ bọc khác nhau sẽ tham gia đào tạo họ. Chương trình đi học tập này do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức. Khi về nước, thông qua bàn tay chỉ đạo của Bắc Kinh, họ sẽ được đề bạt vào các chức vụ rồi dần dần vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt. Đây là một hình thức cài cắm người của Tình báo Hoa Nam. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào tháng 10 năm 2022. Nhà văn Phạm Viết Đào, Hội Nhà văn Việt Nam, từng tu nghiệp chuyên ngành văn chương tại Romania, từng là một cán bộ Bộ Văn hóa và sau đó là thanh tra của bộ này cho tới năm 2007. Đầu năm 2013, ông Đào nhận bản án 15 tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ theo điều 258 của Bộ luật hình sự. Ông Phạm Viết Đào đã viết trên trang Facebook cá nhân cho biết, trong thời gian ở tù, ông đã ở chung với nhiều người Việt Nam bị tội với tội hoạt động gián điệp cho Trung Quốc. Nhà văn Phạm Viết Đào còn tiết lộ, ông từng bị giam chung với em trai ông Nguyễn Xuân Phúc và cháu ông Trần Đại Quang. Theo ông Phạm Viết Đào, thành phần người Việt làm gián điệp cho Trung Quốc rất đa dạng. Có người là bộ đội biên phòng, có người làm trong ngành hải quan, có người là gián điệp của Việt Nam đánh sang Trung Quốc, nhưng đã bị phát hiện, rồi lại quay sang làm gián điệp cho địch, v.v. Đặc biệt nhất trong số tiền nhân này có ông Phạm Minh Đức, sinh năm 1957, quê quán Hà Nội, từng là phó ban tổ chức trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhờ có sự can thiệp của Bắc Kinh, ông Đức chỉ phải nhận bản án có 5 năm tù, dù ông thuộc đối tượng gián điệp loại 1. Câu chuyện thứ hai, ông Phạm Viết Đào cho hay, theo lời kể của một bạn tù bị bắt về kinh doanh hóa đơn VAT, thì ở Hà Nội song song tổn hại hai bộ tài chính cung cấp văn hóa đỏ, một ở số 9 Phan Huy Chú và bộ tài chính thứ hai nằm ở Chợ Trời. Chính vụ việc này mà Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã bị kỷ luật, nhưng không hiểu vì lý do gì. Sau Đại hội 13, ông Dũng vẫn lên chức Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Được biết, vụ án VAT Chợ Trời có liên quan tới Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc Công an Hải Phòng, nhà văn Phạm Viết Đào trong phiên tòa phúc thẩm. Những câu chuyện vừa kể trên với các nhân chứng là những người trong cuộc, từng có địa vị xã hội cho thấy việc ông Nguyễn Phú Trọng và ban lãnh đạo Việt Nam đem cán bộ cấp cao thuộc diện cán bộ nguồn cho Bắc Kinh đào tạo, mà thực chất là giao cho Tình báo Hoa Nam huấn luyện, được ví như chủ động mang mỡ đi nộp cho mèo. Đây là một việc làm hết sức nguy hại cho đất nước. Thử hỏi, Trung Quốc sẽ dạy cho lớp cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam trong tương lai câu hỏi Hoàng Sa, Trường Sa cũng như 90% Biển Đông là của ai? Chắc chắn hỏi cũng là câu trả lời. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Bắc Kinh đào tạo cán bộ nguồn hay huấn luyện gián điệp để phá hoại Việt Nam. Nâng cấp quan hệ với Hoa Kỳ, vì sao Việt Nam vẫn để Trung Quốc
đào tạo cán bộ nguồn cao cấp. Lâu nay, chuyện ban lãnh đạo Trung Nam Hải tìm cách can thiệp vào công việc sắp xếp nhân sự lãnh đạo cấp cao của Việt Nam là một sự thật không phải bàn cãi. Từ sau hội nghị Thành Đô vào năm 1990 về việc bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, kéo theo một loạt Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thân Bắc Kinh hoặc bị Bắc Kinh điều khiển như Lê Khả Phiêu, Đỗ Mười, Nông Đức Mạnh và Nguyễn Phú Trọng. Mới đây, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ lên cấp độ cao nhất là đối tác chiến lược toàn diện. Dù điều đó không phải là sự khởi đầu cho việc Việt Nam thoát chung, song phần nào cũng được cải thiện hình ảnh của lãnh đạo Việt Nam trong mắt dân chúng, vốn bị xem là lũ lãnh đạo bám đít Trung Quốc. Câu thành ngữ Bắc Kinh đổ mưa, Hà Nội dưa ngô đã phản ánh trung thực về điều này. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng dự lễ bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ tại Quảng Đông, Trung Quốc. Vậy mà báo Hà Nội mới vào ngày 25 tháng 9 đưa tin Bí thư Thành ủy Hà Nội ông Đinh Tiến Dũng sang Quảng Đông dự lễ bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn của thành phố. Cụ thể, chiều ngày 25 tháng 9, ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy cùng đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội đã dự lễ bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại học Bách khoa Hoa Nam, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn này được tổ chức từ ngày 19 đến ngày 26 tháng 9. Tham gia lớp học 20 học viên là cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành, thành phố, các quận, huyện, thị được quy hoạch cho Ban chấp hành Trung ương Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030. Giảng viên, báo cáo viên lớp học là chuyên gia, các nhà khoa học Trung Quốc của Đại học Bách khoa Hoa Nam, Trường Đảng Quảng Châu, Sở Ngoại vụ Quảng Châu có uy tín, trình độ chuyên môn cao, theo bản tin chia sẻ. Các lãnh đạo thành phố Hà Nội và các cán bộ Trung Quốc cùng với lớp học viên lớp bồi dưỡng trong lễ bế giảng. Lâu nay, ông Nguyễn Phú Trọng từng bị dư luận trong và ngoài nước cáo buộc có quyết tâm hán hóa đội ngũ lãnh đạo Việt Nam. Dư luận và giới phân tích có chung một nhận định, cho rằng mặc dù tính đến năm 2017 mới chỉ làm Tổng Bí thư 6 năm, nhưng Nguyễn Phú Trọng đã thăm Trung Quốc đến 3 lần. Lần thứ 3 là vào tháng 1 năm 2017, hai lần thăm Trung Quốc trước đó của ông Trọng là tháng 10 năm 2011 và tháng 4 năm 2015, với kết quả là hai bản tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc bị cho là vô cùng tai hại, đẩy Việt Nam ngày càng rơi vào vòng kiểm tỏa chặt chẽ hơn của Bắc Kinh. Trong chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 3 vào tháng 1 năm 2017, trong số 15 văn kiện hợp tác giữa Hà Nội và Bắc Kinh, thì văn kiện đầu tiên là thỏa thuận hợp tác đào tạo cán bộ cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc, cùng hàng loạt văn kiện nguy hại khác. Trong bản tuyên bố chung Việt Nam và Trung Quốc nhân chuyến thăm Bắc Kinh của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra vào tháng 10 năm 2011, thì việc hợp tác đào tạo cán bộ giữa hai bên chỉ được ghi chung chung là mở rộng và đi sâu hợp tác đào tạo cán bộ đảng, chính quyền và tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ và giao lưu sĩ quan trẻ. Tương tự, thông cáo chung của Việt Nam và Trung Quốc nhân chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 4 năm 2015 cũng chỉ ghi chung chung là đi sâu hợp tác về bồi dưỡng, đào tạo cán bộ đảng và chính quyền và tăng cường hợp tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ. Tổng thống Biden và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong một sự kiện vào Hà Nội vào tháng 9 năm 2023. Như vậy, dưới thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, việc hợp tác đào tạo cán bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc ban đầu đi từ những chỉ đạo chung chung vào tháng 10 năm 2011 hay tháng 4 năm 2015, cho đến tháng 11 năm 2015 là kế hoạch hợp tác đào tạo cán bộ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc giai đoạn 2016-2020. Nhưng đến cuối cùng là thỏa thuận hợp tác đào tạo cán bộ cấp cao vào tháng 1 năm 2017. Điều đó cho thấy mức độ hợp tác trong việc đào tạo, huấn luyện nhân sự cho Việt Nam có những bước tiến dài lệ thuộc vào Trung Quốc ngày một nhiều hơn. So sánh thỏa thuận hợp tác đào tạo năm 2017 khác với kế hoạch hợp tác đào tạo năm 2015 để thấy những cán bộ Việt Nam được đưa sang Trung Quốc đào tạo theo thỏa thuận hợp tác mới nhất được nâng lên thuộc diện cán bộ cấp cao hoặc là cán bộ nguồn cho những vị trí chủ chốt trong bộ máy. Điều đó chứng tỏ quyết tâm hán hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Việt Nam
từ thấp đến cao, từ trung ương tới các địa phương, các bộ, ngành là điều có thật, mang tính hệ thống và bài bản. Kể ra để thấy Việt Nam khó mà hy vọng thoát chung cho được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin nâng cấp quan hệ với Hoa Kỳ, vì sao Việt Nam vẫn để Trung Quốc đào tạo cán bộ nguồn cao cấp. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.